since 1 year. Chuyển qua Việt Nam 2 năm trước đã ở trong căn hộ này 1 năm rồi. Amodin là tìm cái là find cái piece của Amodin lại cái những cái nhà Amodin là chỗ Amodin feel rất là happy, feel good, không cứ phải là mình trước mặt người ta nhiều quá. Mình có bông, mình ăn cơm, mình đi ngủ là cái cuộc sống của Amandine nó rất là độ dáng, tự nhiên. Thì đối với Amandine, cái đồ dùng hàng ngày là nó quan trọng, chi tiết là bác sĩ này, bông hoa, ly hay là sắt. Amandine rất là thích. Nên là khi Amandine chuyển qua ở đây, Amandine không cứ ngờ sẽ quay MV, sẽ diễn nhiều nên em đi cùng. Người ta thấy em đi vui nhưng mà thiệt ra em đi là người rất là bất cỡ, không có thích mấy nói chuyện nhiều trước mặt người ta, thích đằng sau camera hơn. Em đi thích ăn bánh kem, khi bánh nó ngọt ngọt, chua chua, cùng tiếng bánh sô cô la ngon. Hồi xưa ở bên Pháp, Amandine là sáng nào ăn một cái croissant với một cái cà phê đen nóng rất là hết sấy. Khi ngoài trời lạnh đó, mình ăn một croissant nóng giòn giòn và uống một cà phê nóng ở ngoài. Thế không, kinh tinh này là cái deco và đồ ăn luôn này. Khi mình đi quận nhất mình có thể uống cocktail, nó có cái này ở trong luôn này. Cái này là con thỏ của Amandine. Amandine đi ở đâu đem, tại vì Amandine là không có ngủ được khi nào không có con thỏ này. Ôm nó rất là thoải mái. Quay bên cạnh Nha Trang, Phan Rang. Đẹp hơn ở trong MV thiệt đó. Tại vì nó rất là to, nó cái view nó xuất sắc khi nó có sunset. Đẹp lắm. Dạ, mình đi ở đó với một xe hơi nó hơi khó, mình phải đi ở đây, ta phải, ta trái, đi xuống nên là khó tìm. Nên là có ít người biết cái chỗ đó, secret. Cái view đó nó rất là nó to và cái thời tiết nó đổi mau lắm. Nên là khi mưa là mình để máy mưa. Khi con chim bay đó, có con chim để máy, nên là quay rất là vui và quay rất là thiệt, là tự nhiên, là khi nắng vào mình quay liền, khi có sunset mình quay. Nên là khi mình quay cái MV đó, cái light, cái nắng mưa nó rất là thiệt. Có một cái kỷ niệm rất là buồn cười khi Amandine với Hùng là nam phụ của MV. Khi hai người chơi với nhau, chạy với nhau, là ai cùng behind the scene ai cùng cười, tại vì hai người rất là mắc cỡ, là mình khi mình có cái cọng mình mi nhau, người ta nói là nó tự nhiên nhưng mà nó tự nhiên thiệt, tại vì hai người mắc cỡ thiệt luôn. Nên là cái scene đó mình diễn một lần thôi, cái scene khi mình mi và cái mặt của mình mắc cỡ. Là cái đó là mình đã cùng cái kỷ niệm buồn cười. Amandine rất là thích diễn xuất và đóng MV tại vì nó rất là vui. Cái cảm xúc nó rất là sâu hơn khi Amandine chụp hình nên là vui. Và nó rất là mới cho Amandine tại vì thực ra là Amandine không có chọn cái nghề này, là đúng là cái nghề này chọn Amandine. Nên là Amandine cũng đang muốn học nữa, muốn confident hơn, muốn diễn hơn. Let's see how the future is made.